Ok, xin chào các bạn. Ở kênh Sao Cho Con hôm nay gửi bạn một cái khá là hay. Đây là cái đầu âm ly. Con này là mã PA203. Đấy, con này hiện tại bây giờ của nó là đang bị mất nguồn. Mất nguồn thì không biết là tại sao ạ. Dù này vẫn dùng bình thường cắm, nhưng hôm trước kêu bụp một cái nổ thì là mất nguồn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành sửa con này. Kiểm tra đầu tiên là kiểm tra này, bảo dưỡng, xem ruột phèo phổi nó có bẩn biết gì không, sau đó là tiến hành sửa xem là hỏng các khối gì như thế nào. Đấy. Con này thì dòng mic dòng âm ly phổ thông, hầu như mọi nhà đều dùng. Đấy. Con này là 8 sò. Ba lan rồi mic 1, mic 2 cho một vỉ music ở đây. Tháo này thì ta chơi tô vít thôi. Vặn những ốc quyền diền này đây. Tháo hết cái ốc này ra rồi. Ok. Cho tháo mặt ra. Dùng tô vít bốn cạnh nhé. Đây như thế này. Để vặn ra. Đây là một tay cầm quay phim thì hơi khó tháo tí. Dùng tô vít nó quen đấy. Sao cũng chả dùng tay nữa đâu. Toàn bạn tô vít này. Đây là toàn bộ ruột bên trong của con âm ly này. Con này 12 sò, cứng phết. Rất châu bò. Biến hát to, đùng. Con này là kiểu như hàng chế. Đấy. Đuôi nào cũng chế lại đây này, vẫn còn dây đứt này. Ông cắt ra. 12 sò. Sò D1047 và sò B8017C. Con này vẫn chạy bình thường này, ok, có gì đâu nhỉ. Mình kiểm tra cho các bạn xem ruột bên trong nó vẫn thấy ok không. Chắc cái băng này bác ấy cắm nhầm dây ở đâu rồi, nó không chạy. Cả hai kênh đều chạy bình thường nhé. Đây cái loa thay rồi nhá, chất lượng hơi thấp, các bạn nhìn này. Đấy, cái loa trước ông thay đây. Còn đây cái loa mình sẽ thay vào nhá. Microwave này. Thay vào các bạn sẽ nghe âm thanh nó khác luôn nhá. Chú ý cái đầu cộng trừ cho đúng nhá. Mất nhà ngay. Đây, thay củ loa mới các bạn nghe sẽ âm thanh thế nó khác. Ok. Đôi âm thanh cũ của nó chạy nó hơi kém tí. Đã xong.
tiếng nghe của nó cảm giác trống sâu hơn. Cái này nó có một chân ba lăng ở đây nha, ba lăng là lắp thêm. Các bạn mà cài thì cái đây là vỉ 3S này. Bật xuống sâu này sẽ thành nước on này. Bật vỉ 3S nghe sai hơn này. Nó sẽ hỗ trợ thêm chỉnh cái phần này. Mid Highline. Đế chỉnh. Cái này giúp các bạn chỉnh âm trầm này, âm trung này, đây âm cao này. Trước khi chỉnh các bạn để giữa cho mình nhá. Sau bạn sẽ vặn chỉnh để nghe cảm thấy nó êm được. Còn về cắm mic thì chỉ có mỗi một cái phần cắm mic nó sẽ bị tiếng vang. Tức là tiếng nhạy cao ấy, thì các bạn để tắt cái hai giảm đi thôi, thế thôi. Decibel rồi selector vì echo cũng thế, echo thì đây. Repeat đây, chỉnh vang đây, delay echo cũng thế. Vang cái này thì ít khi mình đụng vào lắm. Về xong nhá, định tháo ra để sửa cho bạn xem. Các bạn con này nó cũng chả hỏng gì cả. Đây là cái con này, nếu các bạn xem mà kỹ xem cái video mình đợt trước ấy, thì bạn sẽ thấy cái con này là ngày xưa mình tháo rồi. Đến đây cái dây mình cuốn ngày xưa cho ông đây. Rồi trước con này là ông làm lại rồi, sau đó làm lại cái tụ cho ông ấy đây. Delay, nếu các bạn xem sẽ biết đây là cái bộ delay giúp cho khi bật mạch lên bật cái nó sẽ không chạy ngay, mà khoảng bao nhiêu phút nó mới chạy, tức khoảng 5 giây thì nó mới đóng mạch công suất. Ngoài đóng mạch công suất, đóng âm thanh vào để tránh tiếng lổ bụp. Xin con này, đây tụ nạp này, hai tụ mình thay là trước rồi. 63V, 10.000, tụ xanh. Đấy, dàn D, 12 sò kéo được ngoài nghĩ rồi, tuyệt vời rồi. Chạy chip, chạy sò D, sò B. Vì bên này thì vẫn nguyên này, còn vì bên này thì đã được mông lại, cháy. Mông lại rồi. Đấy, dây giết hàn rất là nhiều. Cái này bình thường mà gặp hoa mắt luôn. Con này nó kiểu như là hàng chế ấy. Đây cũng thế này, nó không liền chân với nhau này. Đây là công suất ra thì thôi, còn nguồn vào đây. Đầu tiên mình tưởng nó nổ cầu chì ra nhưng không phải. Khả năng là dây đứt. Không có dây đứt thôi, chả vấn đề gì cả. Cầu diode cái thứ đây vẫn nguyên xì. Con này cũng hay bị cái bệnh nữa mà các bạn phải chú ý là bệnh chạy lâu nó bị cái chân này nó xẹt oxy hóa. Thì các bạn dùng cái lọ RP7 xịt vào đây, xịt nhưng khi xịt nhá, xịt xong cái bạn phải dốc ngược cái âm đi này để cho cái nước có chảy vào đây này, để vào trong kẽ thì nó sẽ bền hơn, tức là nó thẩm thấu vào trong, sau đó vặn thôi. Hai con loa còn kêu to ghê. Được rồi, xong rồi. Rồi ok, cảm ơn theo clip mình nhé. Đấy, chúc các bạn thành công. Vệ sinh bảo dưỡng được âm ly của mình tại nhà. Con này thêm nữa, con này sau các bạn thích thì có thể chế thêm mạch đọc Bluetooth vào nhé. Quên đấy, hướng dẫn các bạn luôn về cái phần mạch đọc Bluetooth cùng video luôn cho nó tiện. Nó sẽ, các bạn sẽ trích cái phần này cho mình nhé. Trích phần cổng A hoặc cổng B nhé. Đây nó cổng A, cổng B này. Các bạn sẽ lấy cổng A hoặc cổng B, từ cả một đường lắp Bluetooth. Sau đó một phần trích nguồn đây ra này, lấy điện 5V ra qua công tắc. Bật phát thì nó mới chạy, còn nếu không thì nó tắt. Đấy là một chức năng. Sau đó là phần âm thanh. Âm thanh đúng rồi, âm thanh ra thì vào đây. Còn âm thanh vào vẫn muốn giữ nguyên cổng A thì lấy cái cổng AUX ấy, lắp vào đây. Còn đây chỗ này sẽ cắt vào đây. Cắt đều đây. Con này thì nó là hàng chế, thành ra mình không đụng nhiều, các bạn là khách nó cũng không yêu cầu. Còn yêu cầu thì mình sẽ lắp. Rồi cách lắp rất đơn giản. Còn bộ vang rời thì con này đang hơi khó vì mấy con âm ly mini đang muốn lắp vang nhưng mà chưa có bộ vang cầm tay nhỏ gọn để chế thêm vào. Echo đây, echo này nó toàn chạy nguồn đôi rồi. Hơi khó làm cái chạy toàn chạy nguồn đôi.